Chào mừng các bạn, đây là một cái vườn cây ở Thủ Đức các bạn. Là nó có 30 cái gốc cây cần tưới mỗi ngày. Thì mình làm thành hai cái đường ống, hai nhánh của hai bên. Mỗi một nhánh là 15 cái gốc cây. Thì mình đã làm là 15 cái vòi xịt, 15 cái vòi tưới này để cho nó tự tưới vào mỗi bên nó 15 cái gốc cây. Thì tại vì cái vườn này là mỗi một mà nó có hai dải, mỗi dải là 15 gốc thì tổng cộng là 30 cái vòi tưới. Thì ở ngoài thị trường nó có bán sẵn là những cái đầu vòi tưới này bằng đồng thau thì một cái khoảng chừng 40 ngàn. Nếu như mà mình sử dụng mua cái đó đó thì là mất là tổng cộng là tới riêng những cái đầu tưới thôi là cũng tới 1,2 triệu rồi. Thì còn cái cách làm bằng cái ống ống 21 này thì nó rẻ, mỗi cái là khoảng chừng 6 ngàn thôi. Thì là mình đã có được một cái đầu tưới thì nó có thể nó cũng thay thế cho cái bộ phận mà cái linh kiện ở ngoài mua được, cái chi phí nó lại thấp hơn. Chào mừng các bạn đến với lại kênh YouTube Điện Nước 8/24. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chia sẻ với các bạn cách làm một cái khớp nối xoay bằng cái ống nước 21. Thì các bạn cũng biết là ở trên thị trường nó cũng có bán sẵn cái khớp nối xoay mà để dùng để mà mình có thể xoay xoay cái ống này mà nó không có bị gãy nước ngay cái khớp nối xoay. Thì trước đây người ta vẫn thường dùng là cái khớp nối xoay bằng cách là không dán keo vào cái chỗ mối nối thì mình vẫn xoay được, nhưng mà nó có một cái khuyết điểm là khi mà cái áp lực nước mạnh thì cái chỗ nói nó sẽ bị bung ra, còn cái khớp nói thì nó xoay được nhưng mà nó không bị gãy nước, và khi mà cái áp lực nước nó xuất hiện thì nó cũng không bị bung ra, do nó là cái khớp này nó có cái cơ chế giữ lại. Thì bây giờ mình muốn làm một cái khớp nói như vậy thì đơn giản là cần hai khúc ống 21. Hai khúc ống 21 tương đối dài chút, khoảng chừng 2 tấc nữa, và một khúc ống 27 dài 6 cm. Ngoài ra mình cũng cần thêm một cái khúc ống 27, ống 21 để làm cái trung gian. Mình sẽ dùng một cái máy khò, mình khò cái đầu ống này cho nó nông, nó rộng ra. Tương tự vậy mình cũng làm tiếp một cái ống thứ hai, cũng là nông rộng nó ra như vậy. Thì cái máy khò này nó cũng giống như là cái máy sấy tóc thì các bạn, nó cái độ nhiệt độ nó cao hơn,
Nếu như mà mình không có cái máy khò này thì mình dùng máy sấy tóc cũng được. Thì nhiệt độ của máy sấy tóc nó không bằng cái này, thì cái thời gian mình khò nó sẽ lâu hơn một chút. Ví dụ cái này nó cần 1 phút thì cái đó là nó 1 phút rưỡi thì nó cũng nóng được như vậy. Thì khi mà mình nông cái này mình phải đợi cho nó một chút cho nó nguội hẳn. Rồi sau khi nó nguội mình rút ra để như vậy. Tiếp theo mình lại khò tiếp cái ống hút ống 27. Khi mà nó khò nóng là mình sẽ dùng cái hút ống 21 đã nằm rộng ra rồi đó, mình nhẹ nhàng đút nó vào đây, đẩy, chú ý là đẩy cho nó vô hết luôn, qua khỏi cái chỗ mà cái khớp nha, qua khỏi cái khớp một chút, là để khi mà cái hút ống 27 này lúc mà nó nguội đi thì tự động cái chỗ đây nó sẽ co nhỏ lại một chút. Nó sẽ co nhỏ lại là nó ôm lại cái này luôn, là có nghĩa là mình sẽ xoay được thôi, nhưng mà rút ra thì nó không được, rút ra là không được, mà xoay thì xoay tròn thì được, thì nó thành tạo ra một cái khớp mà nó có cái cơ chế này nó tự giữ lại, không bị tuột ra. Rồi tiếp theo cái đầu bên đây còn lại mình sẽ cũng gắn luôn cái khúc kia rồi. Có nghĩa là hai đầu làm giống như nhau, mình đợi thêm một chút cho nó khô cho nó nguội đi. Rồi, cái này là cái mà mình đã làm trước rồi, nó đã nguội là nó là xoay xoay được dễ dàng, nhưng mà tuyệt đối là kéo nó không ra được, do hai đầu này nó nhỏ hơn thì nó giữ lại rồi nó không có ra được. Thì với một cách làm đơn giản và cái chi phí này nó thấp, mình đã tạo ra được một cái khớp xoay này. Cái khớp xoay này nó nhiều ứng dụng lắm các bạn. Thì một trong những ứng dụng đó là vừa rồi mình có làm cho một cái hệ thống tưới cây tự động ở một cái nhà vườn ở Thủ Đức đó, là nó đến là 30 cái vòi nước tưới tưới cây tự động. Thì mình có thể tóm tắt như thế này, nó mình sẽ từ một cái đầu nguồn nước mình sẽ đi chia nhánh ra nhiều điểm, nhiều cái đầu vòi ở những cái điểm cách xa nhau. Đầu nguồn là gắn cái van nha, cái van ở đầu nguồn hình thường là lúc mình chưa xài mình khóa lại. Tiếp theo là mình sẽ gắn một cái những cái tay nó tiếp để mà nó tẻ nhánh đi ra những cái đến những cái gốc cây cần tưới.
Thì những cái nhánh khác cũng vậy ha. Thì bây giờ mình sẽ ví dụ một nhánh cho các bạn xem. Những cái chỗ này thì là mình phải dán keo, còn cái khớp nói thì nó đâu không cần dán keo, nó để nó xoay được. Thì như vậy thì với cái góc xoay nó là 180 độ cho đến 360 độ thì mình có thể là xoay xoay hoàn toàn. Ở đây thì mình sẽ gắn thêm một cái khớp nữa để nó xoay là hai chiều luôn. Đây, cái khớp này nó sẽ xoay được 180 độ. Nếu như mình áp nó thẳng xuống cái mặt đất là nó xoay được 180 độ. Còn ở trên đây thì nó có thể xoay nguyên một cái vòng tròn luôn là 360 độ. Thì ở chỗ đây là mình sẽ gắn một cái bít. Gắn một cái bít và bạn chỉ khoan một cái lỗ nhỏ ở cái mặt bít nó thì là nó sẽ phun ra một cái tia nước. Thì như vậy thì mình muốn tưới vào cái góc nào đó thì mình chỉ việc là xoay hai chiều này theo cái hướng tưới mà mình mong muốn thì là mình sẽ đạt được cái hiệu quả như mà mình mong muốn đó các bạn. Đây 180 độ, còn ở trên đây thì xoay được 360 độ. Còn ở chỗ cái đầu nguồn này thì khi mà mình không có cần tưới thì mình khóa van nguồn lại thì là mọi cái nước ở đây nó mất nguồn, nó sẽ không có chảy ra nữa. Khi mà cần mở thì mở nguồn thì tất cả những cái nhánh này đó đều có nước, và mỗi một cái nhánh mình sẽ chịu khó một lần mình đến mình xoay cho cái hướng tưới, cái tia nước nó tưới đúng cái gốc cây mà mình cần tưới. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ video. Mong các bạn ủng hộ và đăng ký kênh. Rồi, bán chào các bạn.